Rồi đi ra biển và đậm các bạn. Đường vô biển, trời chuyển mưa đang khui, nhà trọ quán ăn dưới xe. Đây là biển bờ động đó. Đây là vợ mình. Gửi xe ô tô là 30.000 các bạn. Có điện gió. Mưa tới. Ủa rồi đó mưa tới hay gì ào ào ta? Mưa tới hả gì ào ào rồi đó. Ở cái lá cây này nó kêu. Ba đồng. Giờ không ai tắm hết trơn. Ôi đó có cái đường đi qua nữa. Điện gió. Quá chừng điện gió. Xuống tắm biển xong tắm mưa luôn. Khỏi tắm nước ngọt. Hồi nãy nắng chưa đó à? Mát. Quá trời điện gió luôn. Đây là khu vực bãi biển Ba Động, tỉnh Trà Vinh các bạn. Nước cũng tương đối là trong, tắm được. Nhưng mà vắng người các bạn, bữa hôm nay trời mưa vắng người. Cũng có nhiều đoàn khách đến đi du lịch. Đây là nhà hàng Việt Cứ Ba Động. Và ở xa xa là có một cái cầu bắc trên biển để đi ra một cái hàng điện gió rồi.
rời bãi giữ xe các bạn. Gió Hàn Quốc.